Hi, hello Hồng. Hello, lại sớm hơn thì tí nữa tầm 8:30 là chữa là vừa em ạ. Hello, các bạn xem được bạn comment nào? Chỗ em đang mưa to là to. Chú ý đã mưa rồi, ở đây đang gió rồi. Đang gió rồi. Chắc là cũng sắp mưa. Ní hảo, Hoàng sư mây. Hello Quỳnh Nga. Chào Đình Sáng. Ok các bạn nhớ tắt tên bạn bè và cùng xem nhé. Hôm nay sẽ chữa tổng môn 8 thì nó cũng có một số cái câu đồng nối nghĩa. Hy vọng các bạn nhớ giữ xem livestream để mà xem chữa chứ đừng thấy dài là không học. Không hiểu tại sao bây giờ nhìn rất ít người xem nhỉ? Các bạn đang xem các bạn comment gì đi? Sao bạn ít comment vậy? Không tương tác gì. Mơ mơ tàn đó mình. Ok thì cứ đợi một chút nữa nhé, cứ đợi 8:30 thì chúng ta bắt đầu chữa, đợi các bạn lên ngồi, mình ngồi giờ chém gió chỗ đã. Bạn nhớ để cái chế độ ưu tiên xem trước ấy, thì bao giờ anh có thông tin gì thì có thể biết. Yên tâm là mấy bài anh đăng nó không xàm lắm đâu. Hello Trần Trang. Đồ này thì anh đăng lên bài tập lên nhóm thì cũng rất là ít tương tác. Không biết là tại sao thì cũng khá là buồn, ít tương tác không vui lắm đâu. Hello Minh Tiến, không biết là các bạn đã in đã làm chưa, nếu mà chưa có thì ấn vào cái comment được ghim đấy nha, ấn vào đấy thì nó sẽ có link hiện ra đấy.
ít nói nhỉ, các bạn ít nói nhỉ, chả thấy nói năng gì. Có bên nhiệt tình với chứ. Được chưa? Riêng cái phần tổng ôn này thì nó sẽ đa dạng các loại ngữ pháp, từ vựng cấu trúc, cũng như là đủ mọi thứ, từ vựng ngữ pháp cấu trúc. Hello Trùng Dương. Được chưa? Phần tổng ôn này thì mỗi tuần thì anh chỉ có một buổi thôi, thì bạn cố gắng mà theo dõi. Mơ mơ tà chiều thôi. Mơ mơ tà anh không biết là gì, tiếng Việt anh chả hiểu mơ mơ tà. Ok chữa nhá, ok rồi, nếu là không không ai xem thì thôi. Ok, các bạn comment một ta bắt đầu nào, ta sàn chưa, comment một ta bắt đầu vào chữa nhá. Trần Trang không, mấy trận thì anh không xem, Việt Nam thì xem, thì mấy trận thì anh chỉ xem tin tức thôi. Được chưa? Rồi comment một ta bắt đầu nào. Ít bạn comment quá và cũng ít bạn tương tác quá. Nên cái khóa 2K1 hiện tại thì anh biết rất là ít. Để mà nói chuyện nhiều cùng thì 2K1 thì anh thấy là nói chuyện nhiều thì cũng khá là ít. Không nhiều. Ok, chúng ta vào chữa nha. Rồi câu số 1. Thôi kệ thôi. Rồi câu số 1 nè. Câu số 1. Rồi câu số 1 nhé. She lived there for many years after her husband died. Một chẳng gì đây, câu một nào, cô ta sống gì đó ở nhiều năm sau khi chồng cô ta chết. Thì đây mình nói là sau khi chồng cô ta chết thì cô ta ăn sống ở đợ đúng không, ta sống nhờ vả, ăn sống ở đợ đấy nhá. Thì bạn chú ý thì trong cái trường hợp này nhá, live được chưa, live Leave, nó không đi với leave over, nó cũng không đi với leave through đâu nhá. Đó, được chưa? Nhớ nhá, ta không có phrasal verb leave through hay là leave over, nó không có nghĩa, chỉ có leave on hoặc leave in thôi. Leave in thì chúng ta dịch như bình thường, đó là sống ở đâu. Leave in là live in somewhere, sống ở đâu đấy. Được chưa? Là sống ở đâu. Còn leave in ấy, là sống sống nhờ vào. Xong rồi sống đúng rồi, sống nhờ vào, sống 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 gọi là vừa nãy anh nói gì nhỉ, ăn nhờ, sống ăn nhờ đấy. Được chưa? Thì đây ta có là sau khi là người chồng chết thì cô ta đúng là sống ăn nhờ được khoảng nhiều năm. Được chưa? Thì trong này nhớ là chúng ta chỉ có live on hoặc là live in somewhere, còn live over hoặc là live through đây nó không có nghĩa. Được chưa? Nha, và đáp án chính xác ở đây phải là A. Còn cái thằng living somewhere ở đây thì nó không hợp lý. Nó phải có ở đâu đó, sống ở đâu, phải được chưa? Sống nhờ, ăn nhờ ở đâu, được chưa? Đây ghi lại nhá. Ăn nhờ ở đâu. Ăn nhờ ở đâu. Đó, cô ta sống ăn nhờ ở đâu nhiều năm sau khi chồng chết. Rồi câu số 2. Nguyễn Phương Anh. Mạnh bị lắm. Câu số 2 các bạn comment các bạn nhé. Các bạn comment nhiệt tình vào vì là thì rất lâu rồi anh chưa thấy 1.000 comment. Since I moved house, I haven't had much trouble with those friends. Connection, contact, link hay là meeting.
Kể từ khi tôi rời nhà đúng không? Tôi vẫn chưa có nhiều liên lạc với người bạn. Thời gian cô số 2, ok, cô số 2 Đỗ Kim Hồng này, Squaline, Trùng Dương, Yến Nguyễn với cả Nguyễn Thị Hoa, Vân Anh, Thanh Vân cũng là chọn B. Ngồi Trần Trang chọn B, câu này khá là dễ. Giờ chúng ta gì là have contact with someone. Đấy là liên lạc với ai. Được chưa? Còn link ở đây nó bằng với thằng connection, tức là có mối liên kết nhé. Ở đây người ta dịch nghĩa là link nó bằng với connection. Được chưa? Nhờ đá chính xác là B. Được chưa nhỉ? Link nó cũng là đi về with đấy. Đấy, nhưng mà nó chỉ là liên kết thôi, là mối liên kết nhá, mối liên kết thôi đó, nên các bạn chú ý trường hợp này nó phải dịch nghĩa nữa. Câu số 3 nào, câu số 3 thì chúng ta phải phân biệt đấy, chúng ta phải biết cái dùng. I post that letter for you on my way to work. Câu số 3 nhá. Rồi, ok, câu số 2 thôi là chúng ngồi. Câu số 3 thì chuẩn gì, do, sell, would hay là Will. Trần Văn Anh à, Trần Thanh Vân chọn B, Squalline cũng là B. Nào, còn các bạn khác thì sao? Trùng Dương 3B, Kim Hồng 3B, ok. Câu này thì Hồ Hy chọn B. Thì có bạn nào chọn C ở đây không? Kim Anh à, livestream nay anh mới livestream lại nhé, hôm qua Facebook bị lỗi không livestream. Pin bé 3B rồi. Ok, câu này thì lại không ai sai, hay câu này phân biệt đúng không ạ? Thì câu này chính xác là B, và thì tại sao chúng ta phải chọn B? Các bạn chú ý nhé, share ở đây nó có nghĩa, có mang cái nghĩa nhé, đó là đề, lời đề nghị hoặc là gợi ý đúng không? Như thế ở đây chúng ta gì là tôi sẽ gì ạ? Gọi là nộp bức thư cho bạn đúng không? Gửi bức thư cho bạn trên đường đi làm được chứ đúng không? Chúng ta không nói là will. Đàn A và C thì không được rồi, còn will đây chúng ta nó chỉ là sẽ làm gì thôi nha. Đấy, còn will khi mà mình nói mình trả lời nha, mình trả lời một cái lời đề nghị của ai, mình sẽ nói I will, thì lúc này will nó sẽ là một cái lời hứa, diễn tả một cái lời hứa nha, hiểu chưa? Nó diễn tả một cái lời hứa. Đấy, cần phải chú ý nhé, anh ghi đây là khi đáp lại lời đề nghị của ai làm gì đó nha, của ai thì will diễn tả một lời hứa. Bạn hiểu không? Ví dụ nhé, ví dụ như thế là có ví dụ như người A người bạn là hãy gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới bố mẹ của bạn nhé, đúng không? Thì người này sẽ bảo là I will, đúng không? Lúc này nó sẽ nói là I will, thì lúc này will đây nó diễn tả cái lời hứa đó nha. Ok, câu 4 nè. Câu 4 như bạn chọn D. Chọn D chọn A này, Phương Anh chọn A này. I'd rather you than to her. Why we can't go? Tôi muốn là bạn gì ạ? Giải thích cô ta là tại sao chúng tôi không đến, đúng không? Câu này thì chúng ta áp theo công thức là would rather. Would rather bằng gì? Bạn nào nhớ không ạ? Cộng chủ ngữ, cộng verb ed. Đó. Đó, muốn ai làm gì? Chính xác là lùi thì đấy nhá, muốn ai làm gì? Được chưa? Would rather, các bạn nào nhớ bằng would gì không ạ? Nhớ là trong cấu trúc would rather công chúng của verb thì nó này phải lùi thì này, trong cái cấu trúc rather này nó cũng bằng một cấu trúc khác. Được chưa? Các bạn có đoán được cấu trúc nào không? Oh, sooner nhá. Được chưa? Đó, vậy thì ta gọi là chính xác là D thôi, rất là dễ. Như câu này nó là câu ok, câu cho điểm, thấy chưa? Còn would rather cộng verb ấy, thì lúc ghi nó lại không bằng cái would sooner nha. Would sooner nó chỉ áp dụng theo cái công thức này thôi, bạn hiểu nhá, chứ không có nói là would sooner cộng verb đâu nha. Đó, chúng ta không nói như vậy. Rồi câu tiếp theo, cái giả định nhưng nó cũng thuộc dạng nhưng mà nó không phải là cộng verb nguyên thể đâu em, nó là trường hợp khác rồi, nó là bảng bảng thấy cách
Yeah. Câu số 5 nè. The national football team refused to allow itself to be defeated by the visiting team. Nào thì đây nó có cấu trúc em nhé. Cấu trúc này nó chúng ta phải biết thôi. Nếu không biết thì cũng khá là khó là hàm. Được chưa? Retire, resign, dismiss hay là withdraw. Retire nó là về hưu đúng không? Resign, các bạn chú ý cho cấu trúc này. Resign, được chưa? Oneself. Chính xác phải là to, được chưa? Doing something. Đấy, cái này thì to be nó như vậy, to being đấy. Được chưa? Đúng nhỉ? Đúng rồi. Đó. Thì đây ta có là can chị nha, mang nghĩa đó là can chị, được chưa? Đấy. Còn cái thằng dismiss, các bạn chú ý dismiss nó có nhiều nghĩa nhá. Dismiss thứ nhất là có nghĩa đó là giải tán đúng không, giải tán này. Cái nghĩa thứ hai nó còn có nghĩa đó là sa thải đúng không, sa thải. Còn ai chú ý nó một cái collocation khi mình nói là dismiss nhá, dismiss a case. Các bạn nhớ, các bạn biết nghĩa cái này không? Các bạn nghĩa là bãi bỏ, bãi bỏ một kiểu. Được chưa? Cái này thì nó là đi theo công thức collocation. Đấy, bạn nào mà muốn học thì mình ghi lại học nhé. Withdraw, mình có thể nói là withdraw something, là nghĩa đó là gì? Rút lại một cái lời nói nào đó thôi. Được chưa? Thì trong câu này ta có công thức mình là chính xác là B. Được chưa? Cái này nha. Ok, thì đã chính xác phải là đáp án B. Rồi cái câu số 6. Câu số 6 nhá. He asked that he were my boss. Anh ta hành động cứ như thể là ông chủ của tôi vậy, đúng không? Câu này ta phải biết nghĩa thôi. Đúng không? Thì bây giờ mà giả sử chúng ta không biết nghĩa thì rất khó làm. Cái đặc thù môn tiếng Anh này là nếu có càng nhiều từ vựng, càng nhiều cái kiến thức thì làm nó càng dễ, đúng không? Nó không có một cái căn cứ nào chúng ta mò được. Đấy. Ví dụ mọi người mà không biết thì làm sao mà có thể làm được, đúng không? Thì đây ta có suggest nó là gì ạ? À, ví dụ như đúng không? Look like nó là giống, trông giống ai, nó bằng resemble. Vậy chưa? Nó bằng với take after someone. Được chưa nào? Đấy. Còn as if hoặc là if only. Được nhá. Thì bạn chú ý là as if mang nghĩa là này, cộng chủ ngữ cộng verb ở đây phải lùi thì. Được chưa? Thì mang nghĩa là cứ như thế. Được chưa? As if hoặc as though. Còn if only là giá như, cũng là giống như cái thằng exit kia tôi nhá, cũng là lùi thì nhưng mà nó mang nghĩa là gì, giá như. Được chưa? Thì bây giờ mình dịch nghĩa được. Các bạn chú ý là khi mình lùi thì cái to be nó phải ở số nhiều nhá. Đấy, đây là chính xác phải là nè. Khi mình lùi thì cái to be nó ở số nhiều nên chú ý cho anh. Bây giờ cái tiếng Anh hiện đại thì nó cũng không bắt bắt cái trường hợp nó như vậy nữa, nhưng mà theo cái kiến thức chúng ta học thì nó vẫn là để số nhiều nha. Câu số 7. Câu số 7 nhá. That has never worked is not entitled. Cái này phải là tiếng D này. To an employment benefit. Nào, bất kỳ ai mà không làm việc thì không được quyền đúng không? Thì đây ta có entitled đấy nha. Entitled là có quyền đấy. Thì ta có là to be entitled. Entitled to do something là có quyền làm gì? À, được quyền. Được quyền làm gì? Được chưa? Thì đây bạn chú ý phải chọn nhá. Who, whoever, those who hay là men who. Câu này phải chú ý này. À, chú ý những trường hợp mình chia động từ, để ý cái chủ ngữ của nó như nào mình chia cho phù hợp.
nha. Chúng ta không nên làm một cách ẩu đả. Ví dụ như bạn nào mà làm vội thì có thể là chọn là C hoặc D, hoặc có thể là A. Đó. Nhưng mà đến trong trường hợp A, nếu mà mình cho who vào đây thì ta có thể thấy là who has never worked, thì lúc này nhỉ, được chưa, lúc này cái who này đóng vai trò làm chủ ngữ rồi. Đó. Vậy thì trong câu này là một câu, được chưa, và trong câu này nó lại có một cái is ở đây nữa. Rõ ràng thì trong cái câu này nó có hai động từ đi liền, được chưa, mà nó không áp dụng một cái ngữ pháp nào cả, do đó bị sai, đúng không? Một câu không bao giờ có hai động từ đi liền nhé, được chưa, hiểu chưa? Đó, nên là B ở đàn A không được, được chưa? Còn là C, chúng ta trình tiếp là C và là D. Nếu nếu chúng ta those who hoặc là men who nhé, cái này nó đều là số nhiều đúng không ạ? Nào, those who has never worked, ta thể thấy là those đây nó số nhiều rồi, đúng không? Cái who này thay cho those thì cái has never worked là cái has này, được chưa? Thì nó sẽ là gì ạ? À, trợ động từ đúng không? Của cái thằng thằng those, mà those số nhiều mà đây là số ít thì chắc chắn là sai, đúng chưa? Đó, bạn hiểu chưa nhỉ? Bởi vì đây số nhiều mà đây là động từ trên số ít thì chắc chắn bị sai rồi, đúng chưa? Vậy thì trong hôm này chỉ còn là whoever. Đấy, whoever ở đây chúng ta nên 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 hiểu như thế nào? Và chú ý whoever nó bằng anyone, who đó. Vậy thì bây giờ nếu viết như thế này thì các em sẽ hiểu rõ hơn tại sao câu này đúng, đúng không? Đúng chưa? Những cái đại từ bất định anyone này, đúng chưa? Anything, no one, này, nothing, khi động từ đi kèm của nó thì phải luôn số ít, bạn hiểu chưa? Vậy thì anyone who has never worked is not entitled to unemployment benefit. Unemployment benefit mang nghĩa là cái phúc lợi thất nghiệp, đúng không? Tức là những cái người thất nghiệp nó cũng được hưởng lợi ấy. Ở đây câu này gì, là bất kỳ ai, những người mà không bao giờ làm việc ấy, thì không được quyền cấp phúc lợi thất nghiệp, đúng không? Nhiều nơi thì người ta thất nghiệp người ta vẫn được phúc lợi, đúng không? Tức là người ta vẫn được tiền nha. Ok, câu số 7 là chính xác là B. Câu số 8 nè, câu số 8 nè. Ok, when she came, she found herself in the hospital, off, ground, over hay là out? Câu 8, Kim Hồng B. À, Phương come round. Ok, thì trong câu này bạn chú ý anh sẽ cho nghĩa từng câu một thôi. Khi mà cô ta như nào đó, cô ta thấy mình trong bệnh viện, come off, come off thì nó sẽ bằng với pass off, nó bằng với happen nhá, nó xảy ra. Đấy. Còn come off cũng có nghĩa, come off cũng có nghĩa là hoàn thành. Đấy, nó bằng với complete, hoàn thành nhá. Còn come round, còn chữ come round nó sẽ bằng với become conscious, được chưa? Become conscious. Được chưa? Đấy, tức là hồi tỉnh. Được chưa? Become conscious. Còn come over tức là ghé qua, đúng không ạ? Ghé qua. Come out đi ra ngoài. Thì trong câu này là khi cô ta hồi tỉnh, được chưa? Thì cô ta thấy mình trong bệnh viện. Câu số 9 nhá. Bill ate an enormous breakfast, but that he still feels hungry now. Liên từ. Nào, Bill ăn bữa bữa sáng rất là thịnh soạn, đúng không? Gì đó vẫn cảm thấy là đói. Even though that, moreover, besides. Ok, Hà Phương 9B, Linh Nhi 9B, Đỗ Kim Hồng B. Còn các bạn khác thì sao? Comment nhiệt tình vào. Ok, hầu hết chọn B đúng không ạ? Thì đây là chữ nhanh là Z, nó bằng however. Tuy nhiên, ấy vậy mà, tuy nhiên Bill ăn rất là thịnh soạn bữa sáng, tuy nhiên thì vẫn cảm thấy là đói bây giờ. Bây giờ vẫn đói. Even though này, mặc dù thì không nghĩa. More hơn nữa, và besides cũng thế, thêm vào đó đúng không ạ, thì không có nghĩa nhé. Câu 10 nè, cái câu chuyện cười, the jokes that Jack told us were as old as the dirt. Cái chỗ câu chuyện cười mà Jack kể cho chúng tôi ý, thì gì, xưa, old, cũ kỹ đúng không, trần tra.
ACM97. Ok, nào câu số 10. The earth, the mountains, the hills, the oceans. Ok, câu này thì nó thành ngữ khá là phổ biến. Ta có as old as the hills, xưa như trái đất đúng không ạ? Xưa như trái đất. Đấy. Hoặc là rất từ lâu 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 đời. À. Được chưa? Nhá, câu này nó idiom các em nhé. Ô, câu số 11. Câu số 1 kiểm tra kiến thức về vị trí của tính từ trong câu. Đấy ạ. Chúng ta bây giờ chúng ta phải xác định được cái tính từ nào nó sẽ đứng cái vị trí như nào. Đấy sẽ cho cái opinion. Đây cái vị trí nó sẽ là như này. Đấy. Được chưa? Đấy, thì ta có là opinion này. Opinion. Được chưa? Size, size, age, shape, color, origin, đó. Material. Hôm nay anh đánh máy rất là kém. Purpose. Ok. Vân. Ừ, đấy. Thì trong câu 11 này có thể chú ý nhá. Thì bây giờ chúng ta phải xác định được là cái những cái tính từ trong này đúng không? Tính từ trong này nó thuộc cái phần nào ở dưới này. Đấy để mà mình sắp xếp. Được chưa? Bây giờ anh sẽ bắt đầu này. Nó cho beautiful, Japanese, blue, new. Nào, beautiful nó là đẹp, đúng không? Đẹp xấu. Đẹp xấu nó sẽ mang cái tính quan điểm của người nói. Đúng không? Quan điểm người nói thì nó sẽ là opinion. Được chưa? Quan điểm nó là opinion. Được chưa nhỉ? Vậy thì trong cái beautiful chắc chắn là sẽ đứng đứng đầu rồi. Đúng không? Beautiful chắc chắn là đứng đầu. Đấy, beautiful thì anh sẽ đặt là một. Ở đây anh sẽ cho nó là cái này. Được chưa? Cái thứ hai nữa là Japanese. Japanese nó là từ từ Nhật Bản đúng không? Ở Nhật Bản. Được chưa? Ở Nhật Bản. Nhật Bản thì nó sẽ là cái nguồn gốc. Nguồn gốc thì đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? À, origin, origin nó là nguồn gốc, được chưa? Origin nó là nguồn gốc. Vậy thì trong câu này thì ta thấy là gì? Origin. Sau đó blue, nào blue, blue là màu xanh. Màu xanh thì nó sẽ là sắc, và sắc màu color. Color ở đây thì nó sẽ đây, được chưa? Và cái new, new là mới. Nào chúng ta sẽ xét là mới cũ đúng không ạ? Già trẻ thì nó sẽ liên quan tới cái độ tuổi, đúng không? Cái tuổi thọ thì nó sẽ là age, đúng chưa? Vậy thì trong câu này ta thấy là gì đấy? Trong này ta thấy là gì? Opinion, age, color, origin. Thì ta thấy là beautiful này, được chưa? Sau đó là age, new, đúng không? Color blue, Japanese origin, là B rồi. Đúng không? Thì ra thì cái này đấy nhé, anh phải tính màu này thì mới dễ, đúng không? Làm này hơi hơi điêu. Chưa thực sự là ấy. Hay. Ok nhá, câu số 12. Happy birthday, happy birthday. This is small present for you. Man nó bảo là gì? What a pity, how terrible. Have a good time. How beautiful it is. Thanks. Câu này dễ thôi. Người ta chúc mừng sinh nhật và là tặng một món quà nhỏ đúng không? Thì Nga sẽ bảo là gì? How beautiful it is. Thanks. Được chưa? Là cảm ơn, nó thật đẹp đúng không? Và chú ý là nó là câu cảm thán nhé. How adjective là dạng công chủ ngữ cộng verb nhé. Rồi câu số 13 nhé. Mary mời người bạn Sarah đi ăn tối bên ngoài và Sarah đồng ý đúng không? Set B với C. Cái gì mà B với C? C thì nó là cái new, new nó là H, H phải đứng sau cái opinion chứ. Nào, à, đây sell, đây là nó là gợi ý đấy. Chúng ta đi ăn ngoài đi, đúng không? Thì nó sẽ trả lời là OK, that's a great idea. Là ý tưởng không tồi đâu, đúng không? Chính xác là này.
dạ 13 nhá. That's acceptable là gì? Điều đó có thể chấp nhận được. You're welcome thì nó đáp lại là cảm ơn nhá. That it's kind of you to invite. Các bạn chú ý nha. Câu 13 này đàn D không được bởi vì nó chỉ là người gợi ý thôi. À, người kia là chúng ta đem ngoài chứ thì nó là ý tưởng rất là không tồi, đúng không? Chứ không nói là bạn thật tuyệt kia làm gì mời tôi. Nào bây giờ đến phần chồng có đồng nghĩa. Thì phần này thì bạn phải kiên nhẫn nhá, phải kiên nhẫn đọc cũng như là nhiều bạn thì thấy phần này dài nên là bỏ cuộc. Nhưng thực tế thì dính bài đọc bỏ cuộc thì không nói, và những phần này mà bỏ cuộc thì cũng hơi cả vấn đề. Mai mai ở phần cái link kim anh có đấy, comment trong cái kim. Nào câu 14 nhé. 14 thì các bạn chọn C, các bạn chọn D. Mười bốn nhá. Đây các bạn chú ý này, tức là gấp 2 lần nam hoặc gấp 2 lần đàn ông so với phụ nữ là nhân viên bảo hiểm. Ý là sao ạ? Tức là cái số lượng nhân viên bảo hiểm là nam thì gấp 2 lần so với nữ nha. Vậy thì bây giờ chúng ta dịch thành câu là A nào, người phụ nữ thì có khả năng gấp 2 lần bán bảo hiểm so với nam là sai nhé. Ở đây bán bảo hiểm nhưng đây là gì, nhân viên bảo hiểm, insurance agents, nó là nhân viên bảo hiểm nhé. B nó bảo là gì, nhiều nam hơn là nữ có bảo hiểm thì này cũng không hợp nghĩa đúng không ạ. Đáp C là bảo hiểm thì khó gấp 2 lần để mà bán cho nam so với nữ, hoặc là để mà cái này để sale nhé, để mà bán cho nữ so với nam thì cái này cũng không hợp so với trên, đúng chưa? Thì trong bản câu 14 này tức là gì ạ, à cái nhân viên bảo hiểm nam đúng không? Out number và chủ out number nó là đông hơn, so với nhân viên nữ, chính xác. Out number động từ nhân là đông hơn nhé, thì xác ở đây rồi. 15 nè, các bạn vào fanpage cái nét tiếng Anh 6789 ấy, xong rồi nhắn tin vào đấy thì sau sẽ có thông báo tin nhắn. Thì mỗi khi có cái tài liệu gì mới thì sẽ được gửi qua tin nhắn cho các em, thì các em đỡ phải tìm ở đâu cả nhá. Sẽ có tin nhắn cho các em thì các em đỡ luôn, có cái gì mới thì nhắn tin cho các em. 15 nào, Bill has no business going to Paris next December. Bill thì không có việc hoặc không có quyền đi từ Paris. Dạ. Thì trong câu này có thấy là Bill không nên đi Paris, hay là Bill đã đi tới Paris, hay là Bill sẽ mở một cái doanh nghiệp ở Paris. Dạ. Hay là Bill sẽ gì ạ? Điều hành run ở đây nó là điều hành cái doanh nghiệp ở Paris vào tháng 12 tới. Thì đây thì ta sẽ chọn gì đây? Câu này cũng khá là dễ vì sau khi anh dịch xong thì ta thấy là dễ hơn, đúng không? Đấy, đây là has no business, chính xác là to do something đó, tức là không có quyền. Business đây mang nghĩa là quyền nha, không có quyền là không không nên thôi, đúng không? Không nên đi từ Paris vào tháng 12 tới. Đàn A thôi, câu này dễ. Câu 16 nào, don't forget to do the homework. Thì Nguyễn em vào cái comment được ghim ấy. Bạn nhớ like cái xe nhé. Cái livestream này anh thấy rất ít người like. Đúng không? Rồi chứ năm ngoái livestream có livestream khoảng được 500 like mà bây giờ ít người like vậy. Giáo viên bảo là đừng quên làm bài gập, làm bài tập, chắc chắn ở đây nó là chuyển sang câu gián tiếp có thể nâng cao rồi. Đó. Ta thì thấy là teacher là giáo viên gợi ý và nhắc nhở, đúng không? Liệu rằng là tôi không cái này thì sai rồi, sai cả cấu trúc và nghĩa luôn.
Đáng bị giáo viên thì nhắc nhở tôi quên bài tập về nhà thì này ra nghĩa nhá. Đáng C là giáo viên nhắc nhở tôi làm bài tập thì sao rồi. Cái đáng D nó bảo là hỏi tôi cái này thì cũng sai, có chút sai nghĩa luôn. Ok. Đây, câu này dài đây. Câu này là dài, các bạn phải chú ý. Mình cứ bình tĩnh làm những cái phần này, mình bình tĩnh mình làm thôi. Thực ra thì nó chắc chắn là sẽ có những câu cực dễ luôn, chẳng qua là các em thấy dài thì các em không muốn làm ấy. Thực ra là nếu mà các em cứ ngồi em phân tích một tí là sẽ ra thôi. Kể cả dù nó khó đâu thì nếu mà có kiến thức rồi, các em chỉ cần ngồi phân tích một chút thôi là các em sẽ làm được. Nó không khó như các em nghĩ đâu. Chứ không phải rất khó nhé. Nó không khó như các em nghĩ, là nó có thể dễ hơn đấy, chứ không hẳn là khó hơn nhiều. Giờ chưa thi nhiều người không chịu học. Đúng rồi, nếu không chịu học thì thiệt cũng ăn rảnh nên chịu được không? Cũng tùy vào người thôi à. Bởi vì mỗi livestream thì anh nó sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng. Nào câu 17 nhá, không ai ngoại trừ, bớt từ đây ngoại trừ nhá, không ai ngoại trừ những cái chuyên gia có khả năng nhận thấy là cái bức tranh nó là gì? Giả mạo đúng không? À, nó thực sự rất là giống so với bức tranh gốc. Được nhá. Đáp án là rõ ràng là chỉ có một người với cái tài năng thiên bẩm có thể gì ạ? Giả mạo được cái bức tranh thành công được. Cái này không hề liên quan đến cái trên. Đáp án B là rất là khó đúng không? Rất là khó cho người thường để mà đánh giá cái bức tranh, để cái đánh giá được giữa cái bức tranh giả và cái bức tranh thật, nhưng mà không khó đối với gì expert. Dạ, cái này có hợp không? Cũng chưa hợp lắm so với cái trên đúng không? Còn đàn C nào, hầu như là không thể chọn amateurs, đó là những người nghiệp dư nhé, những cái người nghiệp dư nhé, những cái người nghiệp dư nhé. Đi nhỉ, hầu hầu như là không thể cho người nghiệp dư đúng không ạ, để mà có thể nhận thấy rằng là bức tranh không chính cống, là bức tranh không chính cống, mặc dù là các chuyên gia có thể đánh giá được một cách dễ dàng. Cái này cái nghĩa này nó cũng chưa hợp với này đúng không ạ? Nhớ nhá, anh dạy cho các bạn tự tự suy luận nhé. Đàn đây nào, cái bức tranh nhìn rất giống so với cái bức tranh chính cống, bức tranh thật đúng không, đến nỗi chỉ có gì ạ, đến nỗi là chỉ có chuyên gia mới có thể nhận phân biệt được đó không phải là cái bức tranh thật, đúng chưa? Thì trong vòng 17 chính thôi đúng không? Chỉ có chuyên gia nào, không ai ngoại trừ chuyên gia mà có khả năng để realize, để tell it, đúng chưa? That the painting was an imitation. Thì đây nó có thể là gì ạ? Nó was not genuine, thì nó chính là imitation đó. Bạn chú ý là trường hợp này mình phải paraphrase đúng không? Được chưa? Đây nhá, bây giờ anh sẽ paraphrase lại cho các em để các em hiểu tại sao câu này chính xác. Looked so much like thì nó sẽ là như này. Greatly resemble. Được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy. Bây giờ đã thấy là gì? Only the expert ở đây nó là no one but the experts. No one but the expert. Thì đây chúng ta có thể hiểu là only the experts, được chưa? Tức là chỉ có chuyên gia, không ai ngoài trừ chuyên gia. Còn cứ theo đến, các bạn chú ý, các bạn có nhớ cái công thức này không? Các bạn phải nhớ ra cái công thức này nhá. Các bạn phải nhớ ra công thức này này. Các bạn có nhớ cái công thức là tell something apart không? Đấy, chẳng qua là cái này nó từ cái này ra đấy. Tức là nó gì? From something, tức là phân biệt cái gì với cái gì. Đó, các bạn nhớ công thức này không? Đó, được chưa? Chẳng qua nó chỉ là theo ít đây, theo đây nó chính là phân biệt đấy, được chưa? Thì theo đây chúng ta có thể hiểu là realize, được chưa? Nó là realize, đấy, nhá. Còn cái imitation thì đây nó là gì? Wasn't genuine, được chưa? Đấy, not genuine, genuine, được chưa nhá? Đó. Chẳng qua nó paraphrase lại thôi. Được chưa? Nha, cái này bằng cái này này. No one but the expert là bằng cái only the expert. Không ai ngoại trừ thì chỉ có thằng này thôi. Còn realize là nhận thấy hoặc nhận ra thì đây nó là gì? Phân biệt đấy. Theo đây chính là phân biệt nhé.
nhớ theo something apart from là gì phân biệt. Imitation chẳng qua là gì, nhận ra cái bức tranh nó là giả mạo đúng không? Thì nó bức tranh là gì, không thật, không thật nó chính là giả mạo đúng không nhá. Đàn đây, ok, đàn đây có 18. Câu 18 nè. The new restaurant looks good. However, it seems to have few customers. Câu 18 nè. Bình tĩnh làm nhé. Thực ra nó rất là dễ. Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng. Nào, cái nhà hàng mới trông rất là đẹp, đúng không ạ? Tuy nhiên, nó lại có rất ít khách hàng. Được chưa? Ở đây thì ta thể thấy là hai mệnh đề này nó trái ngược nhau. Thì chúng ta sẽ dịch như nào? Đàn A để mà gọi là có cái kinh doanh tốt hơn, cái nhà hàng mới này nên cải thiện cái ngoại hình thì sai nhá. Bởi vì là bản thân nó đã looks good rồi, đúng không? Câu B nào? Cái nhà hàng mới này sẽ có nhiều cái nhà hàng nếu mà nhìn tốt hơn, trông tốt hơn thì cái này sai rồi, bởi vì bản thân đã tốt rồi. Đàn C nếu mà có nhiều khách hàng hơn thì sẽ tốt hơn, cái này cũng sai nhé. Còn đáp án D là cho dù cái bề về bề ngoài của nó, nhưng mà cái nhà hàng này vẫn có vẻ là không thu hút được nhiều, đúng không? Thì sao rồi, câu này nó tránh được không? Được chưa? Rồi, câu 9, 19. Con này là dễ rồi. Con này thì các bạn chọn về phần này ạ. Chọn lỗi sai nhé. The trip to Ho Chi Minh sounds absolutely fascinated. I'd love to go there. To sounds fascinated hay là there. To này nhé. Đây. Sounds fascinated hay là there. 18 này. 19 này. Mười chín C là phương trình dân C đúng không ạ? Thì anh chú ý đây là liên quan tới verb in hoặc verb ed, họ tìm người vật. Thì các bạn chú ý là khi mà dùng người, người thì thường là sẽ dùng verb ed, còn vật thì đây nó sẽ thường là dùng verb in, đúng không nhá? Vật nó chỉ cái tính chất đúng không, còn người nó chỉ cái cảm nhận, đúng không? Đó thì bạn chú ý đây chủ ngữ chính là do trip, cái chuyến đi sounds fascinating, đúng chưa? Anh chú ý nha. Nghe có vẻ rất là tuyệt đấy. Ngon, đây chúng ta phải sửa là fascinating. Câu 20 nha. 20 này thì sai chỗ nào đây? Hai mươi này có rất nhiều căn phòng lớn với những cái bức tường được trang trí đẹp đẽ ở trong nhà của ta. 20 nào, 20 thì ta sẽ chọn gì? Câu này thì nó cũng liên quan kiến thức về cái loại từ mà chúng ta cần điền thôi. Đó. Very large rooms with beautiful decorated walls in her new house. Thì đây bạn thì thấy là walls nó là danh từ, decorated tức là cái này nó được trang trí đúng không ạ? Ở đây thì nó thì chúng ta gửi quay là verb phần thứ hai, verb phần thứ hai trong tiếng Anh thì chúng ta vẫn có thể quay nó là một adjective đúng không ạ? Một adjective nhá. Còn beautiful đây, nếu mà đây là phần thứ hai rồi thì chắc chắn ở đây nó phải cần một trạng từ để nó bổ nghĩa cho cái thằng decorated, được trang trí như thế nào đúng không ạ? Được trang trí một cách đẹp đẽ, và đã chính xác là C, có điều chưa nha. Đấy, nó phải thêm ly rồi chưa, nó phải bổ nghĩa trong decorated, decorated là vâng à, những bức tường được trang trí một cái đẹp đẽ. Rồi câu số 2 nha. Look, the yard is wet it last night. Câu này có phòng đáng, cũng là một câu khá là dễ. Đó, nhìn kìa sân rất là ẩm. Đó, chắc chắn trời đã mưa tối qua rồi đúng không? Thì đây nó là phòng đáng, một cái điều mà chúng cũng chắc chắn trong quá khứ thôi. Đó, thì trong câu 1 thì ta sẽ chọn luôn là gì, sẽ là
must have phần thứ hai diễn tả cái điều chắc chắn trong quá khứ, suy nghĩ của chủ ngữ trong quá khứ là chủ ngữ chắc chắn, đúng không? Could have phần thứ hai là gì? Diễn tả gọi là chủ ngữ có thể làm gì trong quá khứ nhưng lại không làm. Ở đây nó phủ định thì ngược lại nhé. Tương tự should nên làm gì trong quá khứ nhưng không làm. Câu số 2 là shy people often find difficult to the group discussion. Ui, anh tê chân quá. Những người mà nhút nhát ấy, rụt rè ấy, thường rất là thấy rất là khó để mà gì đó trong những cuộc thảo luận nhóm, đúng không? Take part in, get on with, take place in, hay là get in touch with. Hai nè, hai mà chú ý phải nhìn 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 kỹ nhá, cái này nó cũng tư để nhìn kỹ này. Rất là khó để take part in, nó sẽ bằng participate in, going for, đó, tham gia nha, tham gia chính xác là na rồi, nó tham gia vào cuộc thảo luận nhóm. Get on well with, đúng không? Get on with nó là bằng với get along with, đúng không? To be on good term with someone và hợp với ai? Take place diễn ra, đúng không? Take place là diễn ra này. Get in touch with là liên lạc với ai? To be hoặc get in touch with. Ok. Câu số 3 nào. Cho anh xe về nhé. Thì xe về xem lại ban nào vào sau. Câu 3 này. They ask me a lot of questions that I couldn't answer. Họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Đúng không? Hỏi tôi rất nhiều câu hỏi tôi không thể trả lời, đúng không? Hầu hết trong số chúng tôi không thể trả lời, được chưa? Thì đây thì ta có match of which không được, bởi vì questions đến được both of them không được, bởi vì both là chỉ dành cho hai, mà đây là nhiều. Neither of which, đây có thể nhá, neither là một trong hai đều không, được chưa? Còn most of which thì sao rồi, most of which I couldn't answer. À, chẳng qua là khi mình đưa câu gốc là I couldn't answer most of them, đúng không? Câu này sử dụng mình đi quan hệ. Câu 4 nhé. I walked away as calmly as I could. The doubt they would have thought I was safe. Tôi bước đi bình tĩnh nhất có thể. Nếu không thì họ nghĩ là tôi là kẻ trộm, đúng không? Thì nếu không thì chúng ta chỉ có mỗi gì? Ok, or else. Được chưa? Thì có bốn là chữ C nhá. Cái này or else, nếu không thì nha. Còn mấy cái thì không không hợp là không còn nghĩa như vậy, không còn nghĩa nó chính xác đâu. In case, phòng khi trong trường hợp này. If so, nếu vậy thì hay là owing to, do, bởi vì. Được chưa? Câu 15 là mãi cho cuối thế kỷ 19 thì việc cấy giống thực vật trở thành một cái môn khoa học. Được chưa? Scientific discipline, môn khoa học. Scientific discipline nó là môn khoa học nhé. Dạ. Đây chúng ta phải dịch, chúng ta phải chú ý này. Not until, khi mà not until được đẩy lên đầu thì chúng ta sẽ áp dụng trường hợp đảo ngữ. Và đảo ngữ này chúng ta phải đảo trường hợp thường lên rồi. Đúng không? Thì đây nó thể là trong quá khứ này, đảo ngữ quá khứ đơn thôi. Đàn A loại bởi vì nó không đảo. Đàn C loại cũng chưa đảo, đúng không? Bạn chú ý là plant breeding, breeding là cấy giống, cấy giống nha, nó là danh từ, còn đây là chính là chủ ngữ này, đây nó là chủ ngữ này, đây là chủ ngữ này, đây là, còn breeding mà nghĩa là cấy giống, được chưa? Đó, vậy thì ta có đàn D nó sẽ đảo sai, đó, cái này không phải sai mà là cái này nó sai thì, đó.
Thế thì còn là D, B chính xác rồi. B này nó đảo trong thì quả cơ đơn. 5B. 6 nhá. Last year she earned her brother. Thế nó cấu trúc về co so sánh góc số lần. To be cộng số lần. Giờ cộng has cộng với adjective cộng adverb. Giờ có thể cộng danh từ cũng được đấy. Cộng s. Được. Thì đây thì mình sẽ thấy là gì, cô ta kiếm gấp 2 lần so với anh trai cô ta. Thì đây là có twice là 2 lần nhé. S có s much achieve s ở đây. Được chưa? Thì sao rồi, kiếm mất 2 lần số tiền đấy. Được chưa? Ở đây có thể mình hiểu là much money nhé, bởi kiếm tiền tiền không đếm được thì người ta phải chọn A chứ không phải là C. Câu số 7. Cái gì storm? The ship couldn't reach its destination on time because of in case of in spite of hay là but for. Bài nhá. Cái gì đó đúng không? Cơn bão nên là cái gì? Cái tàu thủy không thể đến điểm đến một đúng giờ được. Được chưa? Bởi vì phòng khi trong trường hợp này Inspire là gì nhỉ? Thế rồi, anh đang quên Inspire là gì? Ok, mặc dù but for, nếu không but for bằng without cộng danh từ nó sẽ bằng với without cộng danh từ. Nó thường chia ở cái dạng điều kiện là 3 bây giờ. Nếu không cái gì đó. Thì trong câu này thì có bài là chính xác là A thôi. Bởi vì bão nên là gì, không đến được đúng giờ. Câu 8 là just keep on the baby while I cook the supper will you. Câu này cũng khá là dễ bởi vì nó phổ biến, cái câu này nó rất là phổ biến đấy. Hãy để ý tới đứa trẻ trong khi tôi nấu bữa tối. Ok. Now, keep còn chú ý nhá, ta có keep an eye on someone or something, được chưa? On someone or something thì nó sẽ bằng với take care of, được chưa? Something thì là để ý tới, được chưa? Đấy. Còn cái chú ý là mình a glance nó nghĩa là liếc qua đúng không, thì sẽ còn cũng là cast a glance hoặc là a look, được chưa? Đấy thì bạn nghĩa là liếc nhìn, thì đây giờ này chính xác là C rồi. Tiếp một chút câu 9 nhá. Họ đã gì ạ, cân nhắc tất cả 100 cái đơn xin việc đúng không, cái gì đó có vẻ là gì, phù hợp cho công cho vị trí. Đúng không? None of them, none of these, none of which, none of whom. Nào, thì đây là có dấu phẩy đây chắc chắn nó sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ. Nhớ mệnh đề quan hệ rồi. Thì chúng ta sẽ loại luôn là A bởi vì nó chưa sử dụng đại từ. Đoạn B cũng thế. None of these này nó chưa chưa đúng. Còn none of which, none of whom thôi. Applications nó là gì? Đơn từ là vật, vật thì chúng ta chọn C. None of which seem suitable for the position. Câu 10. Câu 10 nhé. When friends insist on an expensive gifts, it makes most people uncomfortable. Câu này bạn chú ý là đây là nó test về cái khả năng kiến thức German, danh động từ của chúng ta. Thì bạn chú ý là danh động từ đúng như cái tên gọi nó, danh xong rồi động từ. Nó vừa làm danh từ vừa làm động từ đấy. Thì trong trường hợp này thì nó đóng vai trò làm danh từ rồi đúng không? Danh từ này thì chỉ có tính từ sở hữu thôi. Đó. Tính từ sở hữu thì mới cộng danh từ được đúng không? Và đây ta thấy là insist on cộng verb in đúng không? Thế này chính xác phải là gì? They're accepting. Cái việc đồng ý những cái món quà đắt của họ đúng không? Điều này thì gì? Khiến cho mọi người cảm thấy nó không thoải mái. 11 nhá. Bạn trông rất là mệt mỏi, đúng không? Trông rất là mệt mỏi. Bạn chạy
quanh cái thị trấn cả buổi sáng rồi. À tôi chứ, tôi chạy quanh thị trấn cả sáng rồi. Thì đây nó là một cái dấu hiệu đây hiện tại đúng không, trong mày nhìn rất là mệt mỏi thì người trả lời chạy cả buổi sáng đúng không, rõ ràng là có thể chạy từ từ quá khứ tới hiện tại và có thể hướng cả tương lai, thì nó sẽ là hiện tại tại điểm diễn đúng chưa. Con này dễ rồi, 12 nhá. Mặc dù cái chuyến đi cô ta như nào đó, chúng tôi vẫn đi, vẫn chào đón cô ta vậy. Thì unwanted, undoubted, unexpected hay impermanent. Thế là chú ý nào, unwanted nó bằng useless. Đó, tức là gì ạ? Với thừa thãi. Undoubted nó bằng với undoubted, nó là bằng với sudden, à, chắc chắn, không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn. Unexpected nó là gì? Bất ngờ. Đó. Impermanent tức là không vĩnh viễn. Đó. Permanent nó bằng forever, là vĩnh viễn. Nhưng mà impermanent thì nó sẽ trái lại là không vĩnh viễn, không vĩnh cửu. Được chưa? Thì đây là mặc dù chuyến đi của ta rất là bất ngờ nhưng tôi vẫn thì vẫn chào đón nồng nhiệt. Đúng không? 13 nha. It is imperative that this letter immediately. Câu này chính là một câu rất là toán thuộc. Nó là sử dụng cái thức giả định hoặc là gọi là bàn thấy cách đúng không ạ. Cấu trúc của nó thì là gì, những cái tính từ imperative, necessary hay là vital, important đó, xong cộng that, xong cộng chủ ngữ, cộng với should đó, cộng verb. Là do cái này thì anh nói miệng nhé, không ghi nữa. Thì đây ta thấy là gì, cái bức thư này nó được gửi chứ nó không được tự gửi, nên chúng ta sẽ đưa về dạng bị động. Và bị động của cái thằng gì ạ, của cái thằng bàn thấy cách này thì nó sẽ là be sent, be cộng với thứ hai hoặc là should be cộng với thứ hai nhé. Thật là cấp thiết là cái bức thư này phải được gửi ngay lập tức. 14 nhé. He opened the letter without the door to read the address on the cái này nó phải là đây nha, nó phải là envelope nha. Đấy, bạn chú ý nhé, nếu nếu mà nó viết như này, nếu mà viết như này thì này nó là động từ, nó đọc là envelope. Đấy, envelope. Còn còn khi mà thêm e ở đây thì nó sẽ biến thành danh từ, nó sẽ biến thành danh từ đọc là envelope nhé, envelope, bao thư bao bì đấy. Thì đây ta có là anh ta mở bức thư mà không bận tâm bothering, không quan tâm, không bận tâm việc đọc cái địa chỉ trên cái bao thư đó. Được chưa? Được chưa? Bother doing something nhé, sorry, bother to do something tức là bận tâm làm gì rồi nhé, bận tâm. Ok, câu số 15. Người làm vườn vườn nói tôi rằng là mọi thứ by the end of this year. Đây câu này chưa thì đúng không ạ? Thì câu này câu 15 nhá. À, thì đề bài chú ý là bài cộng một khoảng thời gian nào đó là trong tương lai, thì lúc này cái vế chính của nó sẽ chia thì hiện tại thì tương lai hoàn thành. Được chưa? Còn nếu mà bài cộng một mệnh đề chia hiện tại đơn thì về sau cũng như vậy. Đó. Thì nó bài này gì là trước, là trước cuối của vào năm tới. Đó. Thì gì ạ? Mọi thứ sẽ được trồng lên. We have been planted, mọi thứ được trồng. 16 nhé, chỗ nhà sắp xong rồi. Ok, everyone working here, I would like to thank you for your generous donation. Mọi người làm việc ở đây, tôi muốn diễn đạt cái lời cảm ơn tới cái việc quyên góp rất là hào phóng của ngài. Được chưa? On the whole bạn chú nó bằng in general, nói chung, nhìn chung. On behalf of someone thì nó sẽ bằng với on one's behalf, là nghĩa là thay mặt. Được chưa? Thay mặt ai?
Thế bạn này with regard to, with hoặc là in này, regard to something liên quan tới, mà nghĩa là liên quan tới. In view of, xét thấy vì, đúng không? In view of thì đây nó bằng because of, xét thấy hoặc là vì. Yeah. Thì đây ta thấy là gì, thay mặt những người làm việc ở đây, đúng không? Tôi muốn cảm ơn bạn. Đấy, thì sắp là đi 17 nhé, sắp xong rồi. The teacher asked the difficult question, but finally tendered a good answer. Giáo viên đã hỏi một câu rất là khó, nhưng mà cuối cùng thì Ted đã gì ạ? Put up with, chịu đựng, keep pace with, bất kỳ, make way for, make way space, room for something, dọn chỗ cho để gì. Còn come up with đó là gì? Nảy ra, đúng không? Từ nảy ra một câu trả lời rất là tốt, đúng không? Put up with, chịu đựng, keep pace with là bất kỳ, mà với catch up with ấy. Đó. Mà phải catch up with. Dạ. Nó cũng sẽ bằng keep up with. Nha. Đấy. Come up with là nảy ra. Ok, câu 18. Từ vựng. The volcano which had been around for years suddenly exploded. Passive, idle, immobile, inactive. 18 nhé. Cái núi lửa mà gì ạ? Không hoạt động, đúng không? Không hoạt động nhiều năm thì bất ngờ gọi là gì ạ? Nổ lên, được chưa? Thì passive nó là thụ động, đúng không? Idle nó bằng lấy lazy, gọi là idle. Immobile nó là bất di bất dịch hoặc là gì ạ? Bất động. Đúng không? Bất động ở đây các bạn chú ý nhé, bất động đây là nó không di chuyển, đây là nó không di chuyển nhé. Đấy, còn inactive là không hoạt động. Đấy, nên về chỗ này đi, được chưa? Núi lửa nó không hoạt động chứ không phải núi lửa nó bất động, tức là núi lửa đây nó không di chuyển, được chưa? Thì sai, được chưa? Bạn phải chú ý điều này. Mobile phone thì là di động. Ok, câu 19 nhé, câu 19 nốt này, 20 nữa. Mặc dù anh ta hoàn toàn là gì đó, anh ta có thể gì? Làm ra những cái bản rất đẹp. Unable, incapable, hay là uneducated, untrained. Unable là không thể, gọi incapable là cũng là không thể. Incapable, đi với of nhé, cái này là đi với of. Đấy. Nếu mà bỏ in là capable. Ở doing something là có thể làm gì, có khả năng. Uneducated là vô giáo dục, không được giáo dục. Untrained nó là chưa có nghiệm. Thì ông 19 là mặc dù anh ta hoàn toàn là chưa có nghiệm, nhưng mà anh ta vẫn sản xuất ra những chiếc bàn tốt nhất. Câu cuối. The parents must be proud of the result of the school. Bố mẹ của bạn quả là rất tự hào với kết quả của bạn ở trường nhỉ. Nana, sorry to hear that. Xin lỗi, cái này sai rồi. Of course, dĩ nhiên là vậy rồi. I'm glad you like it. Tôi rất vui bạn thích. Thì này sai rồi, cái này nó không hề nói thích cái gì. Thanks, it's certainly encouraging. Cảm ơn nhé, điều đó rất là gì, rất là có động lực đấy, đúng không? Đấy. Thì câu này chính xác là nên câu này dịch thôi. Thường thì giao tiếp thì các em đừng để sai nhiều vì nó chủ yếu là dịch. Thì những cái trường hợp mà nó bắt phân biệt thì còn khó, còn đo ra số là dịch thôi. Ok, thì chúng ta đã xong tổng ôn lần này. Thì mai thì sẽ chữa cái phần cụm từ nhé, thì các em có thể chú ý. Ngọc Minh kéo lại câu 17. 17 17 nào. Đây à.
Ok, bạn nào mà muốn cải thiện kiến thức về cụm từ hay là tập ôn thì có thể tham khảo sách của anh nhé. Lên hàng trăm, anh không có phải đáp án không nhá. Cái này sao mà xin đâu. Mai cũng là 8 rưỡi gì nhé. Ok, các bạn có hỏi gì không? Gió đang thổi từ ngoài kia, chuẩn bị tạnh rồi. Bạn nhớ có thể đặt xem trước để anh livestream thì nó thông báo nhé. Chúng ta bây giờ học càng sớm càng tốt. Anh em còn muốn hỏi cái gì anh? Thôi tí nữa xem lại thôi em, tí anh kết thúc rồi. Là xem này tìm sao được. Là liệu em vào nhóm cày nát tiếng Anh cho phổ thông quốc gia sức khỏe 9 nhé. Đầy tài liệu. Anh đăng tổng ôn là tổng ôn số 8 rồi. Mỗi mỗi bài tổng ôn là 40 câu. Thế là 8, 4, 320 câu. Cộng với chuyên đề cụm từ là đến phần 5 rồi. Là cũng được 150 cụm từ rồi. Kiến thức rất là nhiều. Một cái bài livestream về kiến thức cụm từ nó cũng bằng với một cái khoảng thời gian các em đi làm bài tập rất là nhiều mới có thể tìm được đấy, bởi vì nó chỉ chuyên về cụm từ thôi, nên là có thể là em làm 5 cái bài tập mới có thể tổng hợp được cái khoảng cái cụm từ khoảng 30 cụm từ. Huỳnh Thu An. Em từ em inbox cho anh nha. Nguyễn Thị Thanh Vân, cái tài liệu thì em tự xem thôi, tự làm thôi, còn livestream này không làm được đâu. Livestream này thì nó cứ lăn đi lăn lại, nó nhìn rất là khó chịu. Nào ấy cụm từ có thể tham khảo phản nào cụm từ, và cũng có cuốn tổng ôn kiến thức đó, tổng ôn thêm dạng 8 dạng. Hiện tại thì anh đang thi, anh có đăng lên YouTube đấy, nhưng mà của năm ngoái, năm nay thì anh chưa, nói chung là cũng khó, không có thời gian mà đăng, còn phải tải.
năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay anh xem 97. 22 tuổi. Chuẩn bị 23 rồi. Anh nghỉ ngày được 27 tuổi một tháng. Chuẩn bị ra trường, anh chuẩn bị ra trường rồi. Nhiều bạn xem mà chả thấy comment gì nhỉ? Thế anh chả biết em là ai cơ. Không comment này anh biết em là ai được. Toàn chó cảnh em, toàn chó chó cảnh, toàn chó nhìn buồn cười đó, buồn pháp à, chó gì lâu anh không nhắc anh quên đấy rồi. Kỹ năng đặc hiệu thì anh chỉ có thể tạo điều kiện cho các em thôi, chứ anh không thể, chứ anh không thể livestream được, bởi vì rất là khó, đúng không? Bởi vì em có thể thấy là một bài văn nó dài như thế, xong rồi còn câu hỏi giữa, bây giờ mình lăn lên lăn lại lăn xuống ý, thì nó rất là khó nhìn. Nếu mà làm trực tiếp thì không bao giờ làm được luôn, không làm được. Chỉ có nếu mà anh đăng lên thì em làm ý, hoặc là có ghi sẵn thì em còn làm thế nó rất là khó. Đọc hiểu thì nói chung là để mà livestream khó lắm, nó lan đi lan kéo lên rồi xuống. Tài liệu em vào nhóm cài ra tiếng Anh nhé, vào phần units đó, những cái đơn vị có anh có đăng theo cái dạng đấy, ví dụ đăng theo tổng môn kiến thức thì có 8 bài đăng, đăng theo chuyên đề cụm từ thì hiện tại nó cũng phải có gần chục bài đăng này, bao gồm 5 5 5 phần chữa cái bài tập, chữa cái bài tập theo sách phá đảo cụm từ, và cũng vài bài đăng liên quan tới cụm động từ này, hay là những cái kiến thức cụm từ liên quan nhé. Có phrasal verb có hơn 200 bài tập đấy, có ghi chi tiết hay có đăng ở đấy. Ngoài phần ngữ văn là có mà em, thì những cái phần tổng hợp này là cũng có giao tiếp, mà giao tiếp thì không thiếu, bài tập không thiếu, và trong kia là có hết. Ok. Ok thôi nhá, hôm nay chúng ta kết thúc đây rồi. Hẹn gặp lại kem vào buổi mai. Chuyên đề cụm từ. Anh có đăng ở nhóm cài tiếng Anh trong phần quốc gia, các bạn cứ vào là thấy nhé. Vào để gõ tên anh ra thì sẽ có bài mới nhất đấy. Và đấy mà tải về in làm đi. Bởi phần cụm từ đấy thì anh đã có sẵn các cái cụm, anh liệt kê sẵn ra rồi. Nhiệm vụ các em đó là đọc và các em học đi, học những cụm ý đi, sau đó các em áp dụng những cái cụm ý vào bài tập, nó rất dễ thôi nha. Cái cụm nó dễ thôi, anh thấy là dễ hơn, nhưng mà hơn là cái việc là các em phải đi tra. Nếu mà anh cho bài tập lấy các em đi tra là các em mất rất là lâu thời gian để tra. Ok thôi nha, tạm biệt các em. Bye bye, chúc em học tốt.